Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin X News ngày 28 tháng 4. Bản tin ngày hôm nay sẽ bao gồm những thông tin chính sau đây. Các bạn thân mến, vào ngày hôm qua Xiaomi đã ra mắt phiên bản smartphone được cho là cắt giảm so với chiếc Mi 10 có tên Xiaomi Mi 10 Youth Edition. Về cơ bản, mọi thông số của chiếc Mi 10 Youth đều hoàn toàn giống so với phiên bản Mi 10 Lite ở thị trường quốc tế trước đó, nhưng máy sẽ được bổ sung thêm tính năng zoom 50x ở camera sau. Và giá của chiếc máy này sẽ khởi điểm từ 6,9 triệu đồng cho phiên bản 6GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Ngoài ra thì ở trong sự kiện ra mắt, Xiaomi cũng đã trình làng phiên bản giao diện tùy biến mới trên nền tảng Android của hãng, đó là MIUI 12, với khá nhiều điểm đáng chú ý như cải thiện hoạt ảnh hay giao diện Dark Mode 2.0. Ngoài ra ở trên MIUI 12 chúng ta còn có các tính năng nổi bật khác như được cải thiện bảo mật hơn, tính năng theo dõi sức khỏe hay AI calling, và được kết hợp những tính năng thuần ở trên phiên bản Android 10 như cải thiện cử chỉ chạm vuốt hay đa nhiệm Picture in Picture. Vậy các bạn nghĩ sao về chiếc Xiaomi Mi 10 Youth Edition cũng như là giao diện MIUI mới của Xiaomi? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment để chúng ta cùng nhau tham khảo. Thông tin tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay sẽ là một tin vui đối với những ai đang mong chờ thế hệ iPhone tiếp theo. Khi theo báo cáo mới đây cho biết, Apple sẽ lùi thời gian sản xuất hàng loạt iPhone 12 khoảng 1 tháng so với thông thường. Tuy nhiên thì iPhone 12 vẫn có thể ra mắt đúng kế hoạch. Ngoài ra thì nguồn tin trên cũng cho biết thay đổi này đến từ tác động của đại dịch Covid-19 khi làm gián đoạn nguồn cung cũng như là đứt gãy kế hoạch sản xuất hàng loạt của Apple. Mặc dù phải lùi việc sản xuất hàng loạt một tháng, nhưng điều này không tác động trực tiếp đến việc mở bán iPhone 12 của Apple. Và Apple vẫn sẽ sản xuất các iPhone mới trong thời gian từ tháng 7 cho đến tháng 9. Nhưng việc lùi thời gian sản xuất hàng loạt có nghĩa là những thiết bị này sẽ bị thiếu hụt trong năm nay. Các bạn thân mến, cách đây 3 năm thì Qualcomm đã giới thiệu tới chúng ta công nghệ sạc nhanh mới có tên Qualcomm QuickCharge 4+. Tuy nhiên thay vì trình làng công nghệ QuickCharge 5 thì mới đây, công ty này đã giới thiệu một chuẩn sạc mới có tên QuickCharge 3+. Theo đó, Qualcomm cho biết công nghệ sạc mới này được thiết kế để mang lại tính năng sạc cao cấp cho các sản phẩm có mức giá thấp hơn. Chuẩn sạc này được cho là lần đầu tiên xuất hiện ở trên bộ vi xử lý Snapdragon 765 hay Snapdragon 765G. Về tính năng thì QuickCharge 3+ có thể sạc nhanh và hiệu quả tốt hơn khi sẽ sạc từ 0 cho đến 50% chỉ trong vòng 15 phút, nhanh hơn 35% và mát hơn 9 độ C so với các thế hệ trước đó. Cùng với đó, công nghệ này cho phép tương thích ngược các thiết bị sạc nhanh ở trên các thế hệ trước. Các thiết bị mới hơn cũng có thể hoạt động với phụ kiện QuickCharge 3+. Dự kiến smartphone đầu tiên sẽ được trang bị công nghệ này là chiếc Xiaomi Mi 10 Youth Edition vừa mới được ra mắt vào ngày hôm qua. Thông tin thứ tư trong bản tin ngày hôm nay sẽ là một chiếc máy mới nằm trong phân khúc tầm trung vừa mới cập bến thị trường Việt Nam, đó chính là chiếc Samsung Galaxy A31. Về thiết kế thì Galaxy A31 sẽ được trang bị màn hình Infinity U với kích thước 6,4 inch và sử dụng tấm nền Super AMOLED với độ phân giải Full HD cộng. Cùng với đó, máy sẽ được trang bị công nghệ cảm biến vân tay quang học. Quay trở lại mặt sau thì máy sẽ được trang bị cụm 4 camera chính được đặt trong một module hình chữ nhật ở góc bên trái. Cụm camera này bao gồm một camera chính 48MP khẩu độ f2.0, một camera góc siêu rộng 8MP khẩu độ f2.2, một camera macro 5MP và một camera xóa phông 5MP. Ngoài ra thì máy cũng có một camera selfie 20MP khẩu độ f2.2 ở mặt trước. Về hiệu năng thì Galaxy A31 sẽ được trang bị con chip MediaTek Helio P65 đi kèm với 6GB RAM và bộ nhớ ROM 128GB. Viên pin ở trên chiếc máy này cũng có một dung lượng khá khủng lên đến 5000mAh và chúng ta sẽ có công nghệ hỗ trợ sạc nhanh 15W. Mức giá của chiếc Galaxy A31 tại thị trường Việt Nam sẽ là 6,49 triệu đồng cùng 3 phiên bản màu sắc, đó là trắng, đen và xanh. Vậy các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment. Thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc flagship mới chuẩn bị được ra mắt của Meizu, có tên Meizu 17, khi tấm poster quảng cáo của hãng đã tiết lộ máy sẽ được trang bị cảm biến Sony IMX686 với độ phân giải 64MP. Ngoài ra, Meizu cũng cho chúng ta thấy thiết kế ở trên chiếc máy này, khi máy sẽ có một màn hình phẳng cùng với đấy đó là một phần mặt lưng cong. Mặt lưng sẽ bao gồm bộ tứ camera được đặt ngang, kết hợp với đèn flash được đặt ở giữa và camera được đặt ở hai bên. Cùng với Meizu 17 thì chúng ta còn có thêm những tin đồn về sự xuất hiện của chiếc Meizu 17 Pro, một phiên bản nâng cấp với cấu hình tốt hơn và nhiều tính năng hơn. Cùng với đó, chúng ta sẽ có hỗ trợ sạc nhanh 40W. Có một số thông tin cho rằng mức giá khởi điểm của chiếc máy này sẽ rơi vào khoảng 4.000 nhân dân tệ. Vậy các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment nhé. Vậy là thông tin vừa rồi cũng đã là thông tin cuối cùng trong bản tin X News ngày hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như là nhớ subscribe giúp chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.